Gần 20 năm gắn bó với y học, chị hiện là một trong những bác sĩ điều trị hiếm muộn hàng đầu Việt Nam và thế giới. Chị Lan là một người luôn có tầm nhìn và có hoài bão. Hơn 20.000 ca chữa hiếm muộn và vô sinh, trong đó có nhiều trường hợp chạm đáy của sự tuyệt vọng. Và điều gì đã biến nỗi đau thành hạnh phúc? Có những cái bệnh nhân, nhất là phụ nữ, người ta rất là đau khổ vì không có con. Thực hiện thành công một trong những kỹ thuật điều trị hiếm muộn phức tạp nhất trên thế giới, ghi tên Việt Nam trên bản đồ y học thế giới. Và còn gì hơn thế? Khi mình giảm được cái chi phí đó, thì cái chi phí thử nghiệm giảm đi được không nữa. Hãy cùng gặp gỡ bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan trong chương trình Chân dung Việt Nam. Theo ước tính tại Việt Nam hiện nay, có hơn 1 triệu cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh sản bị hiếm muộn. Tình trạng hiếm muộn có xu hướng ngày càng tăng do độ tuổi muốn sinh con của các cặp vợ chồng ngày càng lớn. Chi phí điều trị hiếm muộn tại Việt Nam hiện thuộc hàng thấp nhất trên thế giới, trung bình khoảng 60-70 triệu đồng cho một lần điều trị. Tuy nhiên, so với thu nhập bình quân đầu người, đây vẫn còn là một con số rất lớn, là cản trở chính cho ước nguyện hạnh phúc cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Toàn bộ chi phí mà điều trị thụ tinh ống nghiệm là bệnh nhân mình phải đều chi trả hết, và đó phải nói thật sự là một con số không nhỏ. Làm sao để những cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn tìm được hạnh phúc? Những câu hỏi đó là nỗi ám ảnh nhiều năm qua với bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan. Và chị đã làm gì để cải tiến công nghệ, giảm thiểu chi phí điều trị hiếm muộn? Liệu những nỗ lực ấy có mang lại thành công? Hãy cùng đón xem trong những phút tiếp theo của Chân dung Việt Nam. Khi mà các cháu còn nhỏ đó, ở nhà không có mượn ai để trông nom các cháu được. Nên khi nào tôi trực thì cũng đều đem ba cháu đi theo. Và khi mà tôi mổ, phòng mổ thì ba cháu ngồi ở bên ngoài, nhìn qua cửa sổ để nhìn vào thì thấy mẹ đang mổ trong đấy. Tuổi thơ nó thật sự là gắn bó với cái bệnh viện. Mình cứ thấy rằng một cái em bé chào đời mà em bé khóc mà người mẹ thì cười. Và cái gia đình á, cả một cái gia đình người ta của người sản phụ á, đã ôm ấp em bé rồi nựng nịu rồi cho bú này nọ, rồi rất là vui mừng đó. Sự mà chào đón của cả gia đình đối với một cái đứa trẻ mới chào đời đó, thì tự nhiên mình thấy nó rất là thiêng liêng. Tuổi thơ gắn liền với rong chơi chốn hành lang bệnh viện và ánh đèn trong phòng mổ. Vương Ngọc Lan đã lấy những kỷ niệm đó để nuôi dưỡng tình yêu của mình với y học, để rồi cô quyết định gắn bó với sản khoa như một lẽ tự nhiên. Cũng không nhiều sinh viên lựa theo cái môn sản, trách nhiệm thì rất lớn, bởi vì mình chịu trách nhiệm tới hai cái sinh mạng con người lận, là người mẹ và đứa bé. Khổ bao nhiêu, vất vả bao nhiêu, cũng như là căng thẳng bao nhiêu, nhưng mà đến khi mình giải quyết được một cái ca mà mẹ tròn con vuông chẳng hạn, thì như vậy cái sự chào đón của cả gia đình đối với cái đứa trẻ mới chào đời đó, mình cảm thấy nó rất là hạnh phúc. Năm 1996, Ngọc Lan tốt nghiệp Á khoa Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và sau đó trở thành bác sĩ khoa phụ sản Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng đúng vào thời điểm đó, ngành phụ sản Việt Nam đang bắt đầu thực hiện một công trình khoa học mà sau này đã mang lại hạnh phúc cho hàng triệu cặp vợ chồng. Đó là phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Cứ mỗi ngày mà điện thoại alo hỏi bệnh nhân đó, hôm nay em có kinh chưa? Tại vì mình chuyển phôi xong 2 tuần lễ là nếu người ta chưa có kinh là thành công, mà nếu người ta có kinh rồi thì coi như là thất bại. Cứ mỗi lần mà nghe người ta nói dạ em mới có kinh, trời ơi tôi muốn khuỵu hai chân xuống. Sau cái đợt đó rồi cái tóc tôi không còn một sợi đen, không còn một sợi đen nào, bạc trắng. Cái đợt đầu tiên đó thì trong cái ekip mà thực hiện đó, phải nói mình là cái bác sĩ mà nhỏ tuổi nhất, trẻ nhất, nhỏ nhất. Các cô Phượng nè, rồi các cái anh chị lớn hơn thì có thể là vì lớn hơn thì hiểu biết nhiều hơn, biết những cái áp lực, chịu nhiều cái áp lực lớn hơn. Thật sự mà nói mình là cái người cuối cùng là đi động viên những cái người lớn hơn, cứ nói rằng là thôi các anh chị yên tâm, hy vọng ngày mai mình sẽ có một cái ca là có thai. Không phụ công sức và kỳ vọng, sau 14 ca thất bại, tin vui đã đến với ekip thực hiện ở ca thứ 15. Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Vỡ òa trong sự sung sướng, và đây cũng là bước ngoặt quan trọng khi bác sĩ Ngọc Lan quyết định gắn bó trọn đời với việc điều trị hiếm muộn.
thấy ở trong cái phòng mình nuôi cấy phôi á, là những cái phôi mình li ti nhỏ xíu này nè, nằm ở trong những cái hộp cấy, đem đến nhìn dưới kính hiển vi. Xong rồi sau đó đó, những cái đó đó là những em bé. Nó rất là kỳ diệu đối với mình. Bởi vì sao mà cái phôi có một tí ti nhỏ xíu như vậy mà nó đưa đến một cái hả, một con người, mình làm ra một con người. Và mỗi lần cái lúc mà mình làm thụ tinh trong nghiệm đó, mỗi lần mà mình cầm một cái hộp phôi ở trong tay đó, cầm cái hộp phôi mà có cái phôi mà tốt ở trong đó đó, nghĩa là mình nghĩ rằng rất nhiều khả năng cái phôi này thành em bé đó. Nói thiệt bao nhiêu đó là đã đủ thấy sướng ở trong người rồi. Thực hiện thành công phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, bác sĩ Ngọc Lan cùng các đồng sự đã đánh mốc son mới cho nền y học Việt Nam. Thế nhưng với chi phí điều trị lên tới 70 triệu đồng, phương pháp này vẫn còn quá xa vời với những cặp vợ chồng trong hoàn cảnh khó khăn. Mình đi mà với bà xã mình đã kết hôn ngày 2 tháng 3 năm 2019. Với nhau được khoảng chừng nửa năm á, thì mình cũng đi khám ở bên Hùng Vương. Mình bị tắc cái vòi trứng á, phải nội soi để kiểm tra cái vòi trứng nó như thế nào, nó có thông hay không. Thì lúc đó thì hai vợ chồng rất là khó khăn, lên đây thì phần thì hỗ trợ. Mà mức lương đó thì một bên 1,5 triệu. Nói chung là cũng vừa đủ ăn thôi chứ cũng không dư dả gì, cho nên thôi hai đứa quyết định là ngưng. Bản thân mình là người phụ nữ nữa, cho nên mình cũng muốn được một lần sanh đẻ, một lần được làm mẹ như người ta, bình thường như người ta. Đó là điều ao ước của mình. Đó không chỉ là niềm ao ước của riêng chị Mai, mà còn của hàng triệu phụ nữ hiếm muộn tại Việt Nam. Câu hỏi làm sao để giảm chi phí cho kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm chưa từng nguôi ngoai trong tâm trí bác sĩ Ngọc Lan. Cứ mỗi khi mà nghe mà bệnh nhân nói rằng là tôi không có tiền, tôi chấp nhận là tôi không có con, chấp nhận gia đình tôi đổ vỡ này nọ, thì thật sự là rất là khó mà chấp nhận được. Bởi vì thật sự là mình nghĩ cái gì đó còn có thể khó tìm, ví dụ như hạnh phúc thì rất khó đi tìm. Do đó thì mình nghĩ rằng là có cái cách nào đó, đó làm sao đó hỗ trợ cho những bệnh nhân đó. Chi phí cho mỗi ca thụ tinh trong ống nghiệm vào khoảng 60 triệu đồng, trong đó gần một nửa dành cho việc tiêm thuốc kích thích buồng trứng. Nếu như không cần phải tiêm thuốc kích thích buồng trứng, chi phí sẽ giảm được một nửa. Trong suốt nhiều năm, bác sĩ Ngọc Lan đã nghiên cứu tìm tòi những phương pháp khác nhau để giảm được việc tiêm thuốc kích thích buồng trứng. Cho đến năm 2004, khi những tia hy vọng được nhen lên dần. Trong một cái hội nghị quốc tế ở châu Âu đó, thì mình nghe báo cáo về cái kỹ thuật gọi là trưởng thành trứng non trong ống nghiệm. Tức là cái kỹ thuật này nó vượt trội hơn cái kỹ thuật IVF ở cái chỗ là bệnh nhân tiêm thuốc rất là ít. Nghĩa là cái chi phí tiêm thuốc nó giảm đi rõ rệt. Thì mình nghĩ đây là một cái lối ra cho những cái bệnh nhân mà khó khăn về kinh tế. Với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm thông thường, bệnh nhân cần được tiêm thuốc để kích thích buồng trứng trong khoảng 3 tuần. Sau đó lấy trứng đã trưởng thành trong cơ thể của người phụ nữ ra ngoài, cho tiếp xúc với tinh trùng để tạo thành phôi, rồi đưa lại vào buồng tử cung. Còn với phương pháp trưởng thành trứng non trong ống nghiệm thì không cần kích thích buồng trứng, mà lấy trứng non từ những nang rất nhỏ, rồi trưởng thành trứng ở bên ngoài cơ thể của người phụ nữ, sau đó mới tạo phôi và đưa ngược trở lại. Kỹ thuật này an toàn cho bệnh nhân, rút ngắn quá trình điều trị và giảm đến 50% chi phí. Đây là một trong những phương pháp cao cấp và phức tạp nhất trên thế giới của việc thụ tinh trong ống nghiệm. Cái nang nó vẫn còn nhỏ xíu à, khoảng từ 2 cho tới 5mm thôi. Mà lớn nhất nó cũng chưa bao giờ nó vượt tới là 10mm, tức là chút xíu nha. Mà cái kim của mình thì cũng không thể nào quá nhỏ, tại nhỏ quá thì mình đâm vô trong cơ thể người phụ nữ, mình đưa vào bên trong á, thì nếu như mỏng quá thì nó sẽ không đưa được vào tới nơi. Cho nên nó kim nó vẫn phải lớn hơn so với lại cái kích thước của cái nang ở trong nó. Cho nên đó là một cái trong những cái rất là khó khăn. Trước những ưu việt mà phương pháp này mang lại, năm 2006, bác sĩ Ngọc Lan đã quyết định sang Nhật Bản để học kỹ thuật trưởng thành trứng non trong ống nghiệm. Khi mà đi vào học đó thì nó rất là nhiều chi tiết, môi trường mà mình nuôi cấy trứng đó, nó phải bao nhiêu ml, rồi pha cái gì với cái gì, rồi cái kỹ thuật chọc hút thì cái áp lực nó như thế nào, cái động tác ra làm sao vân vân. Thì là khi đi vào thì người ta không có cho đem giấy bút gì vào hết trơn á. Nghĩa là mình đứng mình nhìn, mình quan sát từ sáng cho đến chiều. Vậy thôi. Bác sĩ Lan cũng cố gắng nỗ lực rồi, thậm chí chỉ tay chỉ này kia. Nhưng mà chỉ sau có một buổi thôi. Thì tôi nhớ hoài là cái ông đó là cái ông nôm na giống như cha đẻ của kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm ở Nhật Bản mà hiện nay vẫn còn rất nổi tiếng trên thế giới. Thì ông có một cái nhận xét, ông nói là ngày mai tôi sẽ cho bác sĩ Lan trực tiếp làm trên bệnh nhân của tôi luôn. Và cái ngôn ngữ mình bắt đầu mà mình nắm bắt được những cái gọi là trong rất là trong tích tắc, tại vì nó kỹ thuật nó rất là khó mà mình đã làm được cái chuyện đó. Không phụ công nỗ lực, ngay cả đầu tiên thử nghiệm phương pháp trưởng thành trứng non trong ống nghiệm, bác sĩ Ngọc Lan và các cộng sự của mình đã thành công với kết quả là một cặp song thai nam và nữ. Thì phải nói rằng cả tập thể rất là vui mừng một lần nữa, bởi vì mình nghĩ rằng là triển khai được một cái kỹ thuật khác khó hơn.
và nó thành công ở Việt Nam và đã mở ra cơ hội cho những cái cặp vợ chồng mà còn trẻ tuổi có điều kiện để làm thụ tinh ống nghiệm nhưng khó khăn về kinh tế không thể tiếp cận cái kỹ thuật này. Tính đến nay, bác sĩ Ngọc Lan cùng các cộng sự của mình đã thực hiện thành công hơn 5.000 ca điều trị hiếm muộn với phương pháp trưởng thành trứng non trong ống nghiệm. Chi phí cho một ca điều trị này vào khoảng 30 triệu đồng, giảm hơn một nửa so với điều trị bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm thông thường. Đặc biệt, hiện nay trên thế giới mới chỉ có 6 quốc gia thực hiện thành công phương pháp này. Bằng việc thực hiện thành công phương pháp trưởng thành trứng non trong ống nghiệm, bác sĩ Ngọc Lan đã đưa tên tuổi của điều trị hiếm muộn Việt Nam lên tầm thế giới, sánh ngang với các quốc gia phát triển nhất về y học điều trị hiếm muộn. Chi phí thụ tinh cho ống nghiệm giờ đây chỉ còn 30 triệu đồng, nhưng với những cặp vợ chồng khó khăn như anh Trứ, chị Mai, đó vẫn còn là một con số quá lớn. Mình cố gắng thì cũng không được nhiều cho lắm, vẫn không đủ được cái chỉ tiêu, cái đồng tiền để làm như vậy. Làm sao để thụ tinh cho ống nghiệm có thể đến với nhiều cặp vợ chồng hơn nữa? Phải làm gì để hạnh phúc tiếp tục được lan tỏa? Bác sĩ Ngọc Lan cùng các cộng sự sẽ giải quyết bài toán này như thế nào? Tất cả sẽ có trong những phút tiếp theo của Chân Dung Việt Nam. Những cái bác sĩ mà điều trị trong cái tham gia trong cái lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm như tụi mình á, là cứ gọi là suy nghĩ hoài, trăn trở hoài. Bây giờ có cách nào đó là làm sao cũng kỹ thuật cao như vậy mà bệnh nhân người Việt Nam mình mà thậm chí những người nghèo người ta cũng có thể tiếp cận được những kỹ thuật như vậy, người ta có thể được hưởng những cái quyền mà hạnh phúc. Làm sao để những người nghèo được điều trị hiếm muộn và thụ tinh nhân tạo? Mặc dù đã thực hiện thành công phương pháp trưởng thành trứng non trong ống nghiệm, nhưng 30 triệu vẫn là một bài toán khó với nhiều cặp vợ chồng. Trước những hoàn cảnh khó khăn mong tìm được hạnh phúc, bác sĩ Ngọc Lan cùng các cộng sự đã nảy ra một ý tưởng. Gia đình á, gọi là mẹ mình rồi ông xã rồi bản thân mình cũng vậy, vẫn đã ước ao rất là nhiều, rất là lâu rồi, là làm sao có một cái ngày nào đó có thể điều trị mà điều trị miễn phí cho những cái cặp vợ chồng mà có nhu cầu thực hiện thụ tinh ống nghiệm nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Tháng 9 năm 2014, bác sĩ Ngọc Lan cùng các cộng sự đã mở ra chương trình Ươm Mầm Hạnh Phúc giúp điều trị hiếm muộn cho 30 cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Điều đặc biệt là toàn bộ chi phí chữa trị đều được miễn phí. Anh Trứ, chị Mai may mắn trở thành một trong 30 cặp vợ chồng tham dự chương trình. Thì hai vợ chồng cũng hồi hộp không biết là mình có may mắn được đậu hay không. Nhưng mà cũng hên là ngay cái lần đó là mình đã đậu được một thai. Và khi mà đậu được một thai mình rất là vui và hai vợ chồng lại chia nhau gọi điện thoại báo về quê để báo cho tất cả mọi người biết là mình đậu hết rồi. Tụi tôi làm theo cái tâm giống như là bác sĩ Lan đó, là đối với những người nghèo, những người không có tiền đó thì không những tụi tôi còn chăm chút nhiều hơn nữa, để ý nhiều hơn, chăm chút nhiều hơn cho họ, để cho họ đừng có mang cái mặc cảm. Phải giỏi chuyên môn, bởi vì với cái việc mà giỏi chuyên môn như vậy đó thì mình sẽ cứu được nhiều người, giúp đỡ được nhiều người hơn. Cái thứ hai á, là cái khía cạnh mà không thể được xem nhẹ đối với một người bác sĩ, đó là cái tấm lòng. Tấm lòng ở đây á, là đương nhiên là tấm lòng với bệnh nhân, nghĩa là chăm sóc bệnh nhân, thương yêu bệnh nhân, phải thấu hiểu đặt mình vô cái hoàn cảnh bệnh nhân để mà mình thông cảm, mình chia sẻ và mình ráng làm tốt nhất cái chức trách của mình. Những trái ngọt đầu tiên của Ươm Mầm Hạnh Phúc đã bắt đầu thành hình. Tấm lòng của bác sĩ Ngọc Lan và các cộng sự đã được đền đáp. Thế nhưng với chị, chừng ấy vẫn chưa đủ. Tức là thấy làm được như vậy rồi mình lại mong là làm sao năm sau làm được nhiều hơn nữa, tức là có thể hỗ trợ tài chính cho nhiều cặp vợ chồng hơn chút nữa. Và phải có những cái công trình mà công bố quốc tế mà có chất lượng để mà đưa cái tên tuổi của Việt Nam lên cái bản đồ thế giới về cái kỹ thuật này. Những kế hoạch và dự định của bác sĩ Ngọc Lan vẫn còn dài ở phía trước và niềm hạnh phúc được làm cha mẹ sẽ còn được chị lan tỏa xa và rộng hơn nữa. Tâm huyết với nghề và không ngừng rung động trước những số phận và cuộc đời, đó là tình yêu chị gửi gắm với đất nước, với quê hương.